và xin chú tụng lời của Ngài trong sách Hai Các Vua. Câu 1 Elise bè nói với người đàn bà là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại rằng Hãy trỗi dậy đi với người nhà ngươi ở ngũ nơi nào ngươi ở được vì Đức Yêu Va đã định dẫn cơn đói đến, kìa nó sẽ đến trong xứ 7 năm. Hai các vua chương 4 mô tả những tương tác trước đây của Elise với gia đình người phụ nữ này. Bà và chồng là những người tin kính, hào phóng và đã giúp đỡ nhà tiên tri. Qua lời cầu nguyện của Elise, họ đã được ban phước cho một đứa con trai. Cậu bé cũng được sống lại một cách kỳ diệu. Câu 2. Vậy người đàn bà ấy đứng dậy, vâng theo lời của người Đức Chúa Trời cùng người nhà mình đi kiều ngụ 7 năm trong xứ Philippines. Vì ở trong đất của người Philippines họ được tránh khỏi nạn đói tồi tệ nhất. Câu 3. Cuối 7 năm người đàn bà ấy ở xứ Philippines trở về, đi đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Khi rời khỏi Israel và đến đất của người Philippines, người phụ nữ đã từ bỏ quyền đòi hỏi đối với vùng đất của tổ phụ mình. Bà đã đưa ra lời kêu gọi này để bà không phải là người thua cuộc, vì đã nghe theo lời tiên tri của người của Đức Chúa Trời và vì đã cứu gia đình mình khỏi nạn đói. Câu 4. Và vua đương nói chuyện với Kehasi tôi tớ của người Đức Chúa Trời. Đây cũng là tôi tớ của Elise, người bị nguyền rủa mắc bệnh phong cùi nhờ trong chương 5, câu 20-27 có vẻ kỳ lạ là một người phung bị bệnh nặng lại là cố vấn cho nhà vua vì vậy có vẻ như là ks đã được ban cho sự chữa lành khỏi bệnh phong của mình hoặc điều này thực sự xảy ra trước sự kiện của hai các vua chương năm trước khi bị cùi tất nhiên vẫn có khả năng là nhà vua đã trò chuyện này với ks khi người phụ tá của nhà tiên tri trước đây là một người phung và nhà vua chỉ đơn giản là giữ khoảng cách một số người nghĩ rằng cuộc trò chuyện này có thể diễn ra sau khi ks bị phong cùi Nhà vua vô cùng tò mò muốn biết lịch sử riêng tư của một người đã làm những điều đáng kinh ngạc như vậy. Và ông ta có thể lấy thông tin này từ ai ngoại trừ người hầu thân cận của nhà tiên tri? Câu 4B Vua nói mà rằng, ngươi hãy thuật cho ta hết các công việc lớn mà Elise đã làm xong. Có lẽ động cơ của vua không gì khác hơn là sự tò mò, nhưng đó vẫn là một bằng chứng quan trọng cho vua Israel. Ông biết rằng Đức Chúa Trời ở với các hành động của Elise, bằng chứng rằng Ngài cũng ở với lời của Elise. Câu 5. Kheasi đang thuật cho vua hay thế nào Elise đã khiến một kẻ chết sống lại. Kìa có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Elise đã khiến cho sống lại. Đến kêu này vua về việc nhà và đồng ruộng mình. si tâu rằng, ôi vua chúa tôi, kìa là người đàn bà ấy và này là con trai nàng mà Elise đã làm cho sống lại. Người phụ nữ đến để thực hiện yêu cầu của mình vào đúng thời điểm Kheasi nói với nhà vua về những điều kỳ diệu gắn liền với cuộc đời bà và đây là thời điểm hoàn hảo do Chúa sắp đặt. Cho nên ở trong tay Chúa, khi Chúa ở cùng thì những điều thiếu không trọn vẹn cũng trở nên tròn trịa, hoàn hảo. Câu 6. Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật công việc cho người, đoạn vua cắt một quan hoạn theo nàng, mà rằng, hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, vái thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay. Nhà vua biểu rằng nếu Đức Chúa Trời hiển nhiên ủng hộ người phụ nữ này thì việc Ngài ủng hộ bà và đáp ứng yêu cầu của bà cũng có lý. Cuối cùng việc bà tuân theo lời Chúa đã không bị phạt. Hành động này hoàn toàn trái ngược với hành động chiếm đất khét tiếng của Ahab, cha của Joram. Câu 7. Elise đi đến Damascus, bây giờ bên Hadad vua Zuri đau. Có người nói với vua rằng người của Đức Chúa Trời mới đến đây. Các nhà lãnh đạo của Syria đã từng cố gắng bắt hoặc là giết Elise, vì Đức Chúa Trời đã giải cứu nhà tiên tri một cách kỳ diệu nhiều lần nên giờ đây ông được tôn trọng và chào đón trong triều đình vua Syri. Ông được chào đón đặc biệt vì lý do bệnh tật của nhà vua nữa. Câu 8 đến câu 9 Vua bảo Hasein rằng hãy lấy đem theo một lễ vật đi đón người của Đức Chúa Trời, cậy người cầu vấn Đức Yêu Va rằng ta sẽ được lành bệnh này chăng? Vậy Hasein đi đón người của Đức Chúa Trời dẫn theo mình 40 lạc đà, chở mọi món tốt nhất có tại Đa Mách đang làm của lễ cho người của Đức Chúa Trời. Người đến ra mắt Elise mà thưa rằng con trai ông là Ben Haddad, vua Suri đã sai tôi đến, ông đã hỏi rằng tôi sẽ được lành bệnh này chăng? Vì muốn biết kết quả của căn bệnh hiện tại của mình, vua Suri đã hỏi nhà tiên tri và với món quà xa hoa của mình, ông đã làm bất cứ điều gì có thể để đưa ra một thông điệp thuận lợi. Liệu nhà tiên tri có nhận quà hay không thì điều đó không được đề cập ở đây, nhưng có khả năng rất cao là ông đã không làm như vậy như từ chương năm Elise đã không nhận quà và bởi vì những lý do muốn lay chuyển ông vẫn như trước đây. Câu 10, Elise đáp rằng hãy đi nói với người rằng vua sẽ được lành bệnh. Do vậy, Đức Yêu Ba đã tỏ cho ta biết người hẳn sẽ chết. Đức Chúa Trời đã ban cho Elise cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe của vua Syri. Ông cũng nhìn thấy những âm mưu chính trị không thể tránh khỏi và cuối cùng là do Chúa sắp đặt sẽ diễn ra. Elise đã nói đúng rằng nhà vua chắc chắn sẽ khỏi bệnh và ông đã làm như vậy. Tuy nhiên, Elise cũng thấy rằng chính người hầu mà ông nói chuyện cùng lúc đó sẽ tạo ra một vụ ám sát và chiếm lấy ngay vàng. Đây là cách mà lời nói của Elise đã đúng, nhà vua chắc chắn đã khỏi bệnh, và ông thực sự đã chết sớm, nhưng không phải chết vì bệnh. Câu 11 đến 12 Người của Đức Chúa Thầy ngó chăm Hasein lâu đến nỗi người phải hổ thẹn rồi cất tiếng lên khóc. Hasein hỏi rằng, cớ sao Chúa tôi khóc? Elise đáp rằng, bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho dân Israel, người sẽ châm lửa các thành kiên cố của chúng nó giết các kẻ trai trẻ bằng gươm trà nát con nhỏ và mổ bụng đàn bà co ngén của chúng nó đây là một cuộc đối đầu cá nhân kịch tính giữa nhà tiên tri này và quan chức tối cao của vua Syria. elise nhìn chầm chằm vào ông như vậy vì ông có lời trí thức về tiên tri về các sự kiện trong tương lai và người đàn ông này sẽ gây rắc rối như thế nào cho dân israel trong tương lai nhà tiên tri nhìn lâu và chăm chú vào mắt Hasein dường như ông đã thấy tâm hồn của người đàn ông này nhiều hơn bất kỳ người nào khác đã thấy. Có lẽ nhiều hơn chính bản thân ông ta đã nhận thức được. Người của Đức Chúa Trời cất tiếng lên khóc. Đức Chúa Trời đã nói với Elise về tình hình sắp tới hơn là điều mà ông muốn biết. Ngài cho tiên tri thấy rằng sứ giả của vua là Hasael, sau khi ông lên ngôi vua từ vị vua hiện tại của Syria, sẽ làm điều ác độc với con cái Israel. Lời kêu gọi và món quà tiên tri của Elise đôi khi còn là một gánh nặng hơn là một phước lành. Ông có thể thấy rõ điều gì sẽ ập đến với Israel thông qua Hasein, nhưng ông bất lực trong việc ngăn cản. Chúng ta càng sống gần với Thiên Chúa, chúng ta càng xứng đáng được biết đến như những người nam và người nữ của Thiên Chúa, thì nước mắt của chúng ta sẽ càng chảy nhiều hơn cho những đứa con của những con dân bị giết. Bản thân những giọt nước mắt của ông là dấu hiệu cho thấy ông đã hiểu về sự cần thiết của những bản án nghiêm khắc dành cho quốc gia tội lỗi nhưng chúng là kết quả của tình yêu sâu sắc của ông dành cho người dân của mình. Câu 13. Hazael tiếp, nhưng kẻ tôi tớ ông là ai? Chẳng qua là một con chó đó thôi. Sao làm nổi công sự lớn dường ấy? Có lẽ Hazael đã lên kế hoạch cho vụ ám sát này và chỉ đơn giản là hành động thiếu hiểu biết trước thông báo của Elise. Có lẽ hắn chưa định ra, nhưng không biết năng lực tà ác trong lòng của chính mình, không nhận biết hết được chính mình. Dù bằng cách nào hành vi phạm tội của hắn là không phù hợp, Lẽ ra hắn nên coi lời cảnh báo này như một cơ hội để đối đầu với chính mình và làm điều đúng đắn trở lại, thay vì quay lại và phản ứng đối lại với Elise. Sự thiếu hiểu biết của chúng ta về sự sa đọa của chính trái tim mình là một sự thật đáng kinh ngạc. Hazen không tin rằng mình đủ tồi tệ để làm bất cứ điều gì trong số những điều mà Elise đã dự đoán tiên tri ở đây. Spurgeon nói rằng, tôi kêu gọi các bạn là những người nam nữ cơ đốc nhân, nếu ai đó đã nói với bạn rằng bạn sẽ yêu mến đấng cứu rỗi của mình ít như bạn đã làm, nếu có nhà tiên tri nào đó nói với bạn trong giờ bạn cải đạo rằng bạn sẽ phục vụ Ngài một cách yếu ớt như bạn đã làm, thì liệu bạn có tin điều đó hay không? Câu 13B Elise đáp rằng, Đức Diêu Va đã tỏ cho ta biết rằng ngươi sẽ làm vua Syri. Có thể hỏi là liệu Elise có nên nói với Hacen điều này không? Có lẽ ông đã đưa ra một lời tiên tri tự ứng nghiệm và thực sự đã truyền cảm hứng cho việc ám sát vua Syria Tuy nhiên, có nhiều lý do để cho rằng Elise đã làm đúng khi nói điều này với Hasein. Elise không nói Hasein biết vua sẽ chết như thế nào. Ông đã không tiết lộ rằng nó sẽ xảy ra thông qua ám sát. Elise đã không nói cho Hasein biết ông sẽ trở thành vị vua tiếp theo của Suri như thế nào. Ông đã không nói với Hasein là hãy đi ám sát nhà vua. Elise đã đi ngược lại với lòng, nhân từ và yêu nước của mình khi nói với Hasein về điều này nói với một người nước của kẻ thù đi đánh kinh dân của mình, khiến nhiều khả năng ông đã làm điều đó theo sự thúc giục của Đức Chúa trời. Elisee có lẽ hy vọng rằng lời tiên tri tuyệt vời này sẽ chạm vào trái tim của Hasael và khiến ông tránh khỏi điều ác mà ông sẽ phạm phải sau này khi chống lại Israel. Hóa ra Chúa biết hành động của Hasael nhưng Ngài không khiến cho Hasael buộc phải làm điều đó. Rõ ràng đã báo trước rằng Hasael sẽ là vua của Syria. Nhà tiên tri biết rõ sự việc và ông đã mô tả rõ ràng các phương tiện nếu không tại sao Elise phải nhìn vào mặt Hasen và khóc. Đức Chúa Trời biết trước những điều dã man mà Hasen sẽ làm khi lên ngôi. Tuy nhiên, sự biết trước đó ở mức độ ít nhất đã không can thiệp đến quyền tự do quyết định của Hasen. Câu 14. Hasen bèn lìa khỏi Elise và trở về cùng chủ mình. Chủ hỏi rằng, Elise nói với người sao? Người thưa, Elise nói với tôi rằng Chúa chắc sẽ lành mạnh. Nhà vua chắc chắn đã hồi phục hoặc là không khỏi nếu không phải như vậy ấy, thì Hasen độc ác đã phạm phải tội giết người và Hasen chỉ diễn đạt một nửa câu trả lời của nhà tiên tri thôi đó là nhờ được vua tin cẩn Hasen có thể có cơ hội phù hợp để thực hiện âm mưu đồ phản của mình câu 15 ngày mai Hasen lấy cái mền nhúng nước đắp trên mặt bên Hadad thì người chết rồi Hasen làm vua thế cho người từ lấy tiên tri của Elise Hasen đã suy luận ra điều xấu xa và chiếm lấy ngay vàng ông nên coi lời thông báo của nhà tiên tri như một lời cảnh báo để kiểm tra tấm lòng của chính mình thay vào đó ông đã hành động theo điều ác như được dự báo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của chính mình sự tiền định của đức chúa trời không phá hủy quyền tự do của con người hay làm nhẹ trách nhiệm của tội nhân đúng là trong vấn đề cứu rỗi khi đức chúa trời đến để cứu ân điển tự do của ngài chiếm ưu thế trên quyền tự do của chúng ta và dẫn ý tưởng làm tôi vâng phục đức tin nhưng trong tội lỗi, con người được quyền tự do. Tự do theo nghĩa rộng nhất của thuật ngữ này, không bao giờ bị bắt buộc phải làm bất kỳ hành vi xấu xa nào họ được tự do. Nhưng họ bị phó mặc để chạy theo những đam mê hỗn loạn, hư hỏng của trái tim và thực hiện các đam mê riêng theo cái bản chất đồi trụy xa ngã của mình. Một dòng chữ cổ của người Assyri được gọi là dòng chữ Berlin nói rằng Hasen là con trai của không ai cả đã chiếm giữ ngai vàng. Chỉ định này nói lên rằng Hazen là một kẻ chiếm ngôi và ông không có xuất xứ từ dòng nhà vua. Câu 16 đến 17 Năm thứ năm về đời Joram, con trai Ahab, vua Israel, thì Joram, con trai Josaphat, vua Judah, lên ngôi làm vua Judah, đương khi Josaphat còn trị vì. Lúc lên ngôi, người đã được 32 tuổi, người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Câu chuyện về các vua của Judah thực sự dừng lại ở một các vua chương 22 câu 50, nơi Josaphat con trai của Asa kết thúc triều đại 25 năm và con trai ông là Joram lên ngôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện về Joram ở đây. Không nên nhầm lẫn vua Joram của Judah này với vua Joram của Israel được đề cập ở trong hai các vua chương 3 câu 18. Người đi theo con đường của các vua Israel y như nhà Ahab đã làm. Đây không phải là một lời khen, trong khi vương quốc miền Nam của Judah có sự pha trộn của các vị vua tin kính và gian ác, thì vương quốc phía Bắc của Israel không có gì khác ngoài những vị vua không tin kính đổi bại. Sách sử ký cho biết thêm rằng Joram đã khiến tất cả Judah phạm tội theo tôn giáo của người Canaan. Hai sử ký chương 21 câu 11 Joram cũng đã lập những nơi cao trong các núi Judah, xui cho dân cư thành Jerusalem thông dâm và khiến cho dân Israel lầm lạc. Câu 18b Vì con gái của Ahab là vợ người, Vậy người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Sự gian ác của Joram không phải là điều đáng ngạc nhiên. Khi xét đến mức độ ảnh hưởng của ông từ phía nhà Ahab, có lẽ cuộc hôn nhân này có ý nghĩa về mặt chính trị hoặc xã hội, nhưng nó là một tai họa thuộc linh đối với Judah. Được cha sắp đặt, Joram kết hôn với con gái của Ahab và Jezabel, người con gái đó tên là Athila. Để củng cố ngay vàng của mình, Joram đã sát hại nhiều anh em của mình và nhiều thủ lĩnh khác. Hai sự ký chương 21 câu 4 đến câu 6. Josephus mở rộng về điều này cho thấy rằng ông đã thực hiện các vụ giết người theo sự thúc giục của Attila, là vợ của mình, con của Ahab và Có lẽ một số người đang nghĩ rằng cuộc hôn nhân giữa các hoàng tộc của vương quốc Judah và Israel sẽ nâng cao vương quốc Israel về mặt thuộc linh, nhưng nó không hoạt động theo cách đó. Thay vào đó, nó khiến cho vương quốc Judah đi xuống suy sụp về mặt thuộc linh. Tất cả đều là kết quả của sự liên minh đầy ác ý của ông với nhà Ahab, không tin kính, với ít nhất là những gì mà Joram đã theo và ít nhất ông cũng đã gặp ở trong sự nơm nớp lúc nào cũng sợ hãi và hậu thế của nhà vua Joram ấy cũng thực sự đã gặp phải điều đó theo một cách khủng khiếp nhất. Câu 19. Song Đức Diêu Va nhân vì David tôi tớ của ngài không muốn tuyệt diệt Juda, bởi ngài đã hứa để dành một ngọn đèn cho David và dòng dõi người mãi mãi. Điều này ngụ ý rằng sự gian ác của Joram đủ lớn để ủng hộ cho sự phán xét như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã khước từ điều đó bởi vì sự thành tín của ngài đối với tổ phụ là David. Ngọn đèn không chỉ là một biểu tượng của sự sống và của chứng cớ của Chúa, nó còn nhắc nhở chúng ta về giao ước. Thi Thiên 132 câu 17 Tại đó ta sẽ khiến sừng David đâm chồi, ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu sức giàu của ta. Hai sự ký chương 21 câu 7 Nhưng vì Đức Diêu Ba đã lập giao ước với David, bởi Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và con cháu người đến đời đời, nên Ngài không muốn diệt nhà David. Câu 20 đến 23 trong đời Joram, dân Edom phản nghịch cùng Judah và lập vua lên cho mình. Bây giờ, Joram qua Syre đem theo hết thảy xe binh mình, người trỗi dậy ban đêm hãm đánh quân Edom và các quan cai xe lính họ vẫn vây chung quanh người. Quân lính người thoát khỏi về trại mình. Ấy vậy, dân Edom phản nghịch chẳng suy phục dân Judah cho đến ngày nay. Đồng một lúc ấy, Libna cũng phản nghịch. Các chuyện khác của Joram, mọi việc người làm đều đã chép trong sách sử ký về các vua Judah. Đây là bằng chứng về sự yếu kém của Joram. Ông nghĩ rằng liên minh hôn nhân với Ahab và vương quốc Israel sẽ làm cho Judah mạnh hơn, nhưng hành động bất tuân này chỉ khiến họ yếu đi mà thôi. Câu 24 Joram an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn với họ tại trong thành David, Achasia, con trai người, kế vị người. Ông đã chết và được chôn cất tại Jerusalem, nhưng không phải trong những ngôi mộ danh dự được dành cho cùng với tổ phụ của ông. Hai sử ký chương 21 câu 20 Theo hai sự ký chương 21 câu 12 đến 15, Eli đã viết cho Joram một lá thư lên án ông về tội lỗi của ông và tiên đoán rằng sự phán xét sẽ giáng xuống ông và tai họa trên toàn đất nước. Vào năm 40 tuổi, Joram mắc một căn bệnh đường ruột hiểm nghèo và ông chết trong đau đớn khủng khiếp. Hai sự ký chương 2119. Ông là một trong những vị vua bị chán ghét nhất trong số tất cả những vị vua của Judah. Tên Joram có nghĩa là được Đức Giê-hô-va tôn cao, nhưng ông vì sự gian ác của mình mà bị ném xuống mồ ô nhục câu 25 đến 27. Năm thứ 12 đời Joram, con trai Ahab, vua Israel, thì Achazia, con trai Joram, vua Juda lên ngôi trị vì. Achazia được 20 tuổi khi người lên làm vua và cai trị một năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Athali, cháu gái của Omri, vua Israel, người đi theo con đường của nhà Ahab, làm điều ác trước mặt Đức Diêu và y như nhà ấy đã làm. Vì người là rẻ của nhà Ahab, cuộc đời và triều đại ngắn ngủi của Joram, ông chỉ cai trị 8 năm và chết lúc 40 tuổi cho nên đã thành sự cảnh báo cho Ajaxia. Thời gian chỉ vì ngắn ngủi một năm của ông cho thấy Ajaxia thậm chí còn kém phước hơn là Joram cha của mình. Ajaxia kế vị Joram cha mình vào năm quan trọng là 841 trước công nguyên. Ông không thể sống sót sau làn sóng quan trọng của sự kiện chính trị tràn ngập vùng Trung Cận Đông cổ đại vào năm đó. Thật vậy, vào năm 841 trước công nguyên, cuối cùng thì Shalmaneser, đệ tam, vua của Assyri, Niên đại của ông là 859 đến 824 trước công nguyên. Shamanazer đã có thể phá vỡ liên minh của các đồng minh phương Tây mà trước đó ông đã đánh hàng loạt các trận chiến năm 853, 48, 45. Achasia được 20 tuổi. Điều này trái ngược với hai sử ký 22 câu 2. Ở đó nói rằng Achasia lên ngôi khi 42 tuổi. Clark nói rằng tôi cho rằng hai sử ký 22 câu 2 là lỗi và chúng ta nên đọc nó đúng giống như là ở đây, tức là 22 năm thay vì là 42 năm có một tác giả cổ đại duy nhất nào và đặc biệt là những người đã viết về các vấn đề lịch sử về niên đại có những tác phẩm nào của họ truyền đến như chúng ta ngày nay mà không có bị sơ suất khi ghi chép hay sao? Câu 28 đến 29. Người đi với Joram, con trai Ahab đến Ramoth tại Calat đặng giao chiến cùng Hasael, vua Syria, nhưng quân Syria làm cho vua Joram bị thương. Người bên trở về Kitren đặng chữa lành những vết thương người bị bởi quân Syria tại Ramoth khi đánh giặc cùng Hasael, vua Syria. Achasia, con trai Zoram, vua Judah đi xuống kết đặng thăm Zoram, con trai Ahab, vẫn đau liệt nằm tại đó. Cho thấy rằng mối quan hệ của Zoram với gia đình bên ngoại của mẹ mình, bà là con gái của Ahab và Jezebel, Atali là con gái của Ahab và Jezebel, như trong hai các vua chương 8 của 18 nói. Mối quan hệ này rất là kháng khít và có sự đồng cảm đến mức nhà vua này đã đến thăm vua Israel khi đang bị lâm bệnh nặng. Cảm ơn Chúa cho trong cái bài học này.